Căn nhà của gia đình chị Thân Thị Thuấn ở tổ 3 ấp Cầu Ri, xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, nằm trong một xóm rẫy thưa thớt dân cư. Đến thăm nhà chị, cảm giác đầu tiên mà tôi cảm nhận là không khí gia đình của chị Thân Thị Thuấn có lẽ vẫn chưa dơi hết bàng hoàng, lo lắng sau vụ tai nạn giao thông mà cả gia đình vừa trải qua cách đây chỉ hơn nửa tháng. Dạ, hôm nay được chị Thủy, Phó Chủ tịch xã, chia sẻ để đưa em đến đây để thăm gia đình mình. Không biết là sức khỏe của cả gia đình mình bây giờ như thế nào chị ha? Đầu thì cũng đỡ, cũng ổn định rồi. Còn thì cái tay thì cũng đỡ hơn, cũng không còn đau nhiều nữa. Nhưng mà cũng chưa được có tháo bột. Nhưng còn cháu thì bây giờ cháu bó bột này chắc là mấy tháng. Khi nào mới bỏ bột thì chưa, bác sĩ cũng chưa cho biết là bao giờ bỏ bột. Tai nạn ấy là hôm 4 Tết, bà cháu có chở mấy mẹ con đi qua bên nhà cô em gái của anh ấy, chồng bên đó bà. Trên đường về thì có va quẹt bên chiếc xe hơi, còn có cả anh trai của cháu nữa. Tức là 4 người? Dạ, 4 người ạ. Nhưng mà bé trai thì may không bị chị hả? Cháu cũng sơ sớt nhẹ thôi, cháu cũng khỏi cho đi học được rồi. Bé bị cái ngoài cái chân ra, em thấy có cái may ở trên đó. Dạ, cháu bị sụp cái, gãy cái xương chính mũi, mới lại sụp cái khối mũi trán này. Gãy cái này luôn hả chị hả? Gãy cái mũi. Thế bây giờ là cái phần mũi của bé là mình đã... Bác sĩ có lưng tạm thời nên cho cháu thở, dễ thở thôi, chứ còn thì cháu chưa có mổ được, phải lớn nên cháu mới mổ được, bác sĩ nói vậy. Giờ chỉ là có tạm thời để cho cháu dễ chịu, dễ thở hơn chút thôi. Rồi, còn cái chân của con thì bị sao? Chân cháu thì hai bên đùi bị gãy xương hai bên đùi. Bây giờ cái thời gian bó bột thì cũng chưa biết là chừng nào. Bác sĩ cũng nói là cũng 3 tháng thì được tháo bột, nhưng mà vẫn còn phải thăm khám. Lúc mà mình tai nạn té xuống như vậy thì anh chị có, chị có tỉnh táo không? Dạ, có, cũng tỉnh, cũng bế cháu được, mà cái tay gãy không có bế được. Còn ông xã thì lúc cái đau không có dậy được, ép tim thở không thở được á. Chỉ ngồi dậy được thôi nhưng mà không có thở, không có đi, không có bế cháu được. Anh có nhớ cái lúc đó như thế nào không anh hả? Tông vô cái xe hơi. Tông vô xe hơi là bé này là coi như là nằm xuống giữa đường là bất tỉnh luôn. Một hồi sau là mới thấy nghe bé khóc. Chắc lúc đó là cũng hoảng sợ thì cũng khóc nhiều. Sợ với hại. Mới đầu thì lưng lên không có, không có khóc được. Sau một lúc mới khóc xỉu rồi, bất tỉnh rồi. Sau em nay gọi cháu rồi cháu khóc rồi kêu mẹ con đau quá. Thế là lên xe đi là cháu cứ khóc suốt. Vụ tai nạn giao thông khiến ba người trong gia đình của chị Thuấn bị thương. Nặng nhất là bé Thu Hà mới 4 tuổi bị sụp khối mũi trán, gãy xương đỉnh mũi và gãy cả hai xương đùi. Gia đình của chị Thuấn không có đất sản xuất. Mưu sinh của cả nhà trông vào số tiền ít ỏi từ lương công nhân của anh. Chị Thuấn ở nhà chăm sóc ba con nhỏ, đưa đón con đến trường. Mặc dù bị tổn thương phổi không nhẹ, sau thời gian nhập viện trở về, cơ thể còn rất đau, nhưng anh Nhì không ở nhà nghỉ ngơi mà đã sớm quay trở lại công ty làm việc, vì gia đình chỉ có mình anh là lao động chính. Chị Thuấn tay vẫn chưa tháo bột, ở nhà xoay sở chăm sóc cho bé Thu Hà. Cháu nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào mẹ. Bác sĩ cho biết em còn phải trải qua nhiều đợt tái khám và điều trị phần mũi của mình. Chính quyền địa phương cũng xác nhận hoàn cảnh gia đình của chị Thuấn thuộc diện khó khăn. Có ba con nhỏ đang độ tuổi đến trường. Từ cái ngày mà nhà mình
bị tai nạn vậy là từ hôm Tết đến giờ hả chị hả? Dạ. Yeah. Dạ rồi cái đâu có sức khỏe để đi làm ở đây chị như vậy. Trước đây chị làm gì ạ? Trước thì ở nhà thì lấy sang công ty Cao Phát bên kia lấy hạt điều về làm á. Ở nhà thì coi trông các cháu đi học. Mình cạo hạt điều. Cũng là. Thấy... Bây giờ tay chân vậy thì mình cũng đâu làm được. Thì chắc cũng không có làm được. Tại vì tay này bây giờ tay phải bị này không có cầm nắm không à, chứ không có làm. Còn anh thì sao, công việc của anh bây giờ sao? Công việc tới ngày đi làm mà mình đau quá mình chưa đi làm được mà cũng phải đi bác sĩ khám cho uống thuốc đâu được mười mấy ngày thấy nó cũng bớt bớt rồi, xong rồi bắt đầu là thì là mình thấy là bây giờ ở nhà không thì không có tiền đấy, là bây giờ ai cũng đau bệnh hết. Thế thì thôi nó bớt bớt là cũng ráng đi làm. Làm bây giờ là nói chung ra thì vẫn còn nó ê ẩm trong người cũng đau. Đấy, nhưng mà mình cũng ráng cố gắng mình chịu đựng được để mà làm. Ở đâu anh làm gì anh? Làm ở trên... Làm công nhân. Làm công nhân nhưng mà là làm ở khu công nghiệp Mỹ Xuân A. Rồi chị ơi, lúc mà con mình bị rồi bó buộc mà phải nằm suốt như vậy thì chắc là bé cũng khó chịu hả chị hả? Cháu khó chịu, cháu kêu đau người rồi ngứa chân, cứ kêu là kiến cắn con. Mẹ ơi quá trời kiến, nhiều kiến lắm. Rồi còn trách mẹ là mẹ đem bánh lên giường ăn để kiến lên cắn con. Vậy đó hả? Bé nằm rồi vậy nè, ngoài cái khó chịu ra thì ăn uống có được không? Cháu thì ăn cũng ăn ít lắm, chị cũng biến ẩm. Thôi ở chỉ còn ở cái chỗ này cháu kêu đau thôi, còn xung quanh những cái chỗ chảy xớt này thì cháu không còn đau nữa, thì động là cháu không có kêu đau nữa. Nhưng mà chỗ này là vẫn đau mũi này, cái xương nó gãy rồi. Bác sĩ nói là cái này phải một tháng, hơn một tháng thì cháu mới đỡ được, chứ còn không nó vẫn đau. Ở trước là con đã đi học rồi chứ hả? Dạ, cháu đi học mầm non ở trường Sông Xoài này. Dạ, rồi bây giờ nghỉ ở nhà lâu vậy có nhớ bạn, nhớ trường có thời cháu đi học cũng không? Nhắc tới bạn đó, nhắc tới bạn thì cháu nhớ tên cô tên bạn ấy, thế mà dáng uống thuốc thì mau khỏi đi để con đi học lại thì cháu cũng dạ. Là 4 tuổi rồi ha chị? Dạ, cháu 4 tuổi à. Dạ, nhà anh chị thì có là ngoài bé Út thì ra thì còn bé bao nhiêu mấy đứa con? Nhà ba cháu thì hai cháu lớn thì hôm nay cháu đi học. Học lớp mấy rồi cháu chị? Cháu lớn thì cháu học lớp 7. Dạ. Còn thứ hai thì cháu học lớp 5. Dạ. Còn để cháu thì cháu thứ 3. Cũng còn nhỏ không phải lo. Dạ. Học cũng chưa có phụ gì được nhiều. Dạ. Còn những cái đợt điều trị nữa cho con với lại cho chị ở nhà mà rồi công việc cũng không có được ổn lắm. Thì chắc là gia đình mình cũng có những cái lúc mà lo lắng về cái chuyện tiền nông rồi đúng không anh chị ha? Thì cái đó là cũng có rồi, cũng có là lo rồi. Bây giờ là một mình em đi làm thì nói chung ra thì cũng lo, cả gia đình cũng hơi khó. Thì ba đứa đi học, bây giờ cái đứa này, còn cái đứa Út này là coi như là một tháng chắc không phải là hết ba, từ 3 đến 4 thùng sữa. Đó. Ở bên nội ngoại thì có khai khá gì được đỡ giúp cho mình không anh hả? Ngoại. Nói chung ra thì ông bà thì cũng già rồi, cũng làm được gì ra tiền cả. Nhà mình là chỉ có cái nền nhà vậy thôi. Đúng rồi, ông bà cho nền làm nhà. Bây giờ thì gia đình của mình có cái mong muốn như thế nào không ạ? Chị cũng mong muốn là sao cho cháu chữa cho nó mau khỏi, cháu trở lại bình thường, cháu đi học mà. Với cái tình hình của gia đình như vậy thì chắc chắn rằng sẽ còn cần rất là nhiều cái sự giúp đỡ của chính quyền địa phương cũng như là tất cả quý vị có tấm lòng hảo tâm. Cũng rất mong gia đình thông qua chương trình hôm nay thì gia đình của chị sẽ nhận được cái sự chia sẻ và đỡ nâng từ tất cả các tấm lòng vàng để gia đình chúng ta vượt qua cái giai đoạn khó khăn như hiện nay. Trước hoàn cảnh các thành viên trong gia đình chị Thuấn ở ấp Cầu Ri, xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ bị tai nạn giao thông, chương trình Kết nối yêu thương do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện đã kết nối các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đến thăm gia đình chị. Ngoài những mạnh thường quân quen thuộc luôn đồng hành cùng chương trình trên mọi nẻo đường như Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu, nhóm thiện nguyện Cội nguồn, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Hội Gốt, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dũng Anh, thành phố Bà Rịa,
Hội Từ Thiện Vì Tấm Lòng thành phố Vũng Tàu. Còn có các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến thăm, chia sẻ, đồng thời trao tặng một phần kinh phí giúp gia đình chị Thuấn, nhất là cháu Thu Hà có điều kiện chữa trị. À, thưa chị, đây là quà của Hội Gôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gửi đến gia đình mình 5 triệu đồng ạ. Còn đây là quà của các mạnh thường quân và các khán giả truyền hình thông qua chương trình cũng gửi đến để hỗ trợ gia đình mình có chi phí để chăm lo sức khỏe chị nha. Dạ, thông qua chương trình thì em gửi đến gia đình chị ha. Cảm ơn. Mọi người cũng rất là mong muốn với cái phần quà hỗ trợ này thì gia đình mình sẽ có thêm điều kiện để chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe của chị và cháu. Thấy tay chân cũng còn băng bột ha, còn rất là khó khăn. Cảm xúc của chị thì như thế nào ạ? Được mạnh thường quân thì anh chị đã giúp đỡ cháu để cháu có số tiền để chữa trị cho bé. Cố gắng để chữa cho cháu. Mong rằng với cái sự hỗ trợ này thì gia đình của chúng ta cũng sẽ cố gắng nha chị ha. Tất cả mọi người sẽ cố gắng vượt qua và sức khỏe sẽ mau trở lại với tất cả mọi người trong gia đình của mình. Thưa quý vị, đến thăm và chia sẻ với gia đình của chị Thuấn thì có đại diện chính quyền địa phương. Và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ nghe những lời chia sẻ từ phía chính quyền địa phương. Xin được mời chị Trương Thị Như Thủy là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sông Xoài ạ. Thay mặt cho chính quyền địa phương xã Sông Xoài, xin chân thành cảm ơn Đài Bà Rịa Vũng Tàu, Quỹ Mạnh Thường Quân đã quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ cho gia đình chị Thuấn hôm nay là bị tai nạn giao thông. Hôm nay là cũng được rất nhiều Mạnh Thường Quân đến thăm hỏi động viên. Thì địa phương cũng rất là chân thành cảm ơn sự quan tâm của Đài cũng như Quỹ Mạnh Thường Quân hỗ trợ một phần kinh phí này để giúp cho gia đình chị Thuấn vượt qua những cái khó khăn hiện tại, cũng như là có số tiền để mà chăm lo cho cháu Hà được tới nơi tới chốn. Dạ, cảm ơn chị. Hỗ trợ cho gia đình chị Thân Thị Thuấn ở tổ 3, ấp Cầu Ri, xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ. Xin trân trọng cảm ơn các cá nhân, đơn vị và doanh nghiệp. Thưa quý vị, trước hoàn cảnh khó khăn cũng như là tình trạng sức khỏe của các thành viên trong gia đình của chị Thuấn thì chúng tôi nghĩ rằng là gia đình của chị còn cần nhiều hơn nữa sự chia sẻ và giúp đỡ từ các tấm lòng hảo tâm. Và chúng tôi rất mong quý vị hãy tiếp tục dang rộng vòng tay để chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình chị. Mọi sự giúp đỡ của quý vị xin được gửi về địa chỉ gia đình chị Thân Thị Thuấn ở ấp Cầu Ri, xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hoặc quý vị cũng có thể liên hệ thông qua chương trình Kết Nối Yêu Thương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số 564 đường Cách mạng tháng 8, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số điện thoại 0907 831 502. Chương trình Kết Nối Yêu Thương được phát sóng vào lúc 16:40 thứ tư và phát lại vào lúc 9:45 thứ năm hàng tuần. Mời quý vị đón theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau ạ.